Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 10 đối tượng liên quan trong vụ gây rối vào rạng sáng ngày 26 tháng 9, gồm Lê Văn Minh, Quang Văn Trí, Lê Thành Nam, Trần Minh Chánh, Huỳnh Ngọc Phúc, Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Văn Hải, Lý Anh Tuấn, Vòng Gia Long và Nguyễn Thành Ngọc. Bước đầu, các đối tượng đã nhận thấy hành vi hung hãn của mình là sai trái. Hiện công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra xác minh nguyên nhân sâu xa của vụ việc, đồng thời phối hợp với các cơ quan tố tụng pháp luật sớm xử lý nghiêm các đối tượng nhằm răn đe và phòng ngừa chung trong thời gian tới. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Hải 25 tuổi và Huỳnh Thị Phương Nga 47 tuổi cùng ngụ Bến Tre để điều tra làm rõ về mua bán người dưới 16 tuổi. Theo thông tin ban đầu được biết, vào khoảng tháng 3 năm 2019, thông qua các mối quan hệ xã hội và mạng xã hội, chị Nguyễn Thị Như hiện đang cư trú tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có quen một người đàn ông tên Hải, làm nghề môi giới thuyền viên đi biển. Sau một tuần quen biết, Hải đón Như đến thành phố Vũng Tàu chơi, đồng thời đưa vào nhà nghỉ và ép quan hệ tình dục. Sau đó, Hải đã dụ dỗ và lừa bán chị Như cho một quán karaoke để hoạt động mại dâm. Đến ngày 28 tháng 6, chị Như bỏ trốn khỏi quán karaoke và trình báo sự việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay sau khi nhận được tin tố giác, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành điều tra xác minh làm rõ. Đến ngày 29 tháng 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đã ra thi hành lệnh bắt người khẩn cấp đối với đối tượng Trần Văn Hải, trú tại tỉnh Bến Tre, về hành vi mua bán người.